Chiều nay, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi huyện Quảng Sương đã tổ chức Đại hội thành lập Câu lạc bộ Người Khuyết Tật Khởi nghiệp và Phát triển lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có 43 đại biểu là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho hơn 1.000 người khuyết tật có khả năng lao động trên địa bàn huyện Quảng Sương. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, song tất cả đều có chung một ý chí, nghị lực sống và tài năng của mình để vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên trong cuộc sống nhiều người đã có công việc ổn định, khởi nghiệp thành công như nghề điện dân dụng, phát triển trang trại tổng hợp, cắt tóc, chăn nuôi, buôn bán hàng nhỏ, may mặc. Đại hội đã bầu 5 thành viên vào ban chủ nhiệm câu lạc bộ người khuyết tật khởi nghiệp và phát triển huyện Quảng Sương, nhiệm kỳ 2023-2028.